Lực lượng chức năng vừa đồng loạt kiểm tra 21 điểm kinh doanh than của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, phát hiện hàng chục nghìn tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ. Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, thực hiện chỉ thị số 10 ct ctbct của Bộ Công Thương ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường quản lý xuất nhập khẩu các mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước, trong đó có mặt hàng xăng dầu, than, sắt thép những ngày gần đây, Tổng cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường Hải Dương phối hợp Cục Cảnh sát Kinh tế C03, Bộ Công an, đồng loạt kiểm tra 21 điểm kinh doanh thang, bãi thang của các cá nhân, doanh nghiệp nằm rải rác trên địa bàn thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đến chiều ngày 24 tháng 8, lực lượng chức năng mới kiểm tra và có kết quả sơ bộ của 15 trong số 21 bãi thang có dấu hiệu vi phạm. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, mỗi bãi thang nằm cách nhau từ 5 đến 7 km giáp bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển đường thủy, đường đi lại khó khăn, nằm ở xa khu dân cư. Mỗi bãi than do nhiều tổ chức cá nhân quản lý đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi có khối lượng than chênh lệch so với hóa đơn nhập hàng. Đơn cử, tại một trong số 15 cơ sở đã được kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nghìn tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở, đồng thời phối hợp với Tổng cục Địa chất khoáng sản để giám định. Đối chiếu làm rõ chủng loại than cũng như sự chênh lệch khối lượng than hiện có trên bãi so với số hóa đơn nhập hàng do doanh nghiệp xuất trình.